ngày 4 tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hiếu, 36 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, để điều tra về tội làm, tàn trữ, lưu hành tiền giả. Thông tin ban đầu, chiều ngày 3 tháng 4, qua công tác trinh sát, Công an huyện Cầu Kè phối hợp Công an huyện Càng Long và Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành kiểm tra nhà trọ ở ấp Trà Mệt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè thì bắt quả tang Hiếu đang tàn trữ tiền giả qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 7 tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng, 382 tờ tiền có mệnh giá 5.000 đồng, 144 phôi tờ tiền chưa thành phẩm có mệnh giá 5.000 đồng, không một máy photo màu, không ba giao loại cắt giấy và một số dụng cụ khác dùng để in ấn tiền giả. Bước đầu, hiếu khai khoảng 10 ngày trước mua máy in đa chức năng để trong phòng trọ. Sau đó hiếu dùng máy in photo nhiều tờ tiền giả để tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra làm rõ